Chào các bạn, tập này chúng ta sẽ nói về tư vấn ở suối tiên. À, cổng chính các bạn, main gate. Và mấy bạn bước vô trong thì các bạn sẽ thấy một cái tượng Phật rất là đẹp. Buddha, Phật, Buddha. Và Magical Castle. Từ vựng các bạn đáng học ở đây là chữ Castle, lâu đài. Và bạn gái mình rất là sợ, không dám đi. Cái gì đâu sợ đúng không ạ? Và một cái chuyến xe lửa, Train. Và bạn gái mình sợ nắng nên cũng không đi luôn. Tusk. Ngà voi Tusk. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Crocodile Kingdom, vương quốc cá sấu. Thì những chú cá sấu thì gọi là crocodile. Đó, nhìn nó ăn xa xa giống khủng long ghê không? Dinosaur, khủng long, dinosaur. Nào, thả xuống thử coi. Là các bạn xem nè, đó, đây là câu cá sấu thì gọi là crocodile fishing. Đây là một trò rất là vui và mình nghĩ các bạn lâu lắm rồi cũng không có chơi trò này nên các bạn xem thư giãn nha. Chả ngọ cái con. Đây là hiện thực nè, bây giờ nó sẽ mở miệng ra nè. Đi theo nó. Theo mở. Nhiều khi đi đấy. Rồi lấy nó mở, quay nó đi. Rồi xong. Chả ngọ cái con. Rồi nó sẽ mở. Trời ạ, ướt hết người luôn. Người này không có ướt nè, tại vì bỏ vô là hết rồi. Rồi, hedgehog. Nó có mở mắt nè. Hedgehog. Đây là con nhím. Wasp Museum. Một cái bảo tàng tượng sáp. Wasp Museum. Đây là một Ferris wheel, đu quay đứng, Ferris wheel. Hey, đây là cái tàu lượn siêu tốc nè, nhưng mà cũng không siêu tốc lắm đâu, thì gọi là roller coaster. Dragon, chú rồng phương Tây dragon, và đây là chú rồng phương Đông. Mình có thể thêm đó là Chinese dragon. Nhìn cũng rất là đẹp các bạn, nói chung mà cũng không phân biệt nhiều lắm đâu. Ok. Lối vào, entrance. Và đây là một cái aquarium, thủy cung các bạn, aquarium. Và mình nghĩ cũng không có nên đi đâu, tại cái này nó nhỏ xíu à, vậy là cũng không có gì coi lắm. Đó, chỉ có vậy thôi. Đi mấy bước nữa là hết rồi nè. Chắc không có tiền đầu tư hay là không có muốn đập bể hay sao. Đó. Thì đây là một chú cá mập. Shark. Và đây là cái fin. Và đây là Turtle. Một chú rùa biển. Và chú rùa này nhìn hơi buồn. Chắc không có bạn gái. Hát cái bài Hiền Hồ vậy đó. Đây là một cái cây ước nguyện các bạn. Thì hy vọng các bạn xem tới đây thì chúc các bạn những cái lời ước của các bạn á, những cái điều ước trong cuộc đời mấy bạn sẽ thành hiện thực. All your wishes will come true in your life.